Có cách nào tra phe mà Winner kêu Kama không á? Đừng chạy, ông chơi ông cầm bước chân á, xong đầu game mua cái đồ farm hoặc là mua cái đồ giày. Xong rồi mình đánh mình đẩy lên. Kiểu con gift nào mình đầu game mình bỏ được bỏ. Cấp 1, cấp 2 á mình cho nó đẩy, mình ăn được con gift nào mình ăn. Con nào khó quá thì bỏ chứ đừng gướng. Xong rồi mình để đỡ súng thôi. Để đỡ súng chói mạnh. Để đỡ mấy súng chói súng máy. Trường hợp nào thì lên đầu farm, đầu gan hay kiếm nhỏ nha anh? Em muốn lộn đầu game mạnh thì lên kiếm đầu gan em. Còn em muốn kiểu kèo khó hay là kiểu em muốn chơi nhiều thì mua kiếm dài ba bình máu. Còn kèo dễ hay là kèo em muốn get đầu một sớm nè, mua cái lưỡi hái. Lên đầu gan là mình on in á. Cái đầu gan này bây giờ nó có 100 máu nữa thấy không? Bữa mấy bắp, bữa 80 mà giờ 100 máu. Bình bình luôn sắp ơi. Ừ. Chạy lỗi bình bình thôi. Ôi sao 2 trước không áp lực gì hết vậy? Không thì lùi hơi sâu á. Ồ cấp 2 trước mà lùi dữ ghê. Lùi chạy thôi. Sếp nè, ổng không chịu kiểu CC xong. Mình đánh tứ CC á, mình CC xong là mình lui chứ đừng có đứng bình thường á, bình thường nó chay máu là lỗ. Mình đánh tứ CC mà đâu cần ở lại đam đâu. Kéo vô xong e cho người đây bắn thôi, bình thường cái chạy không. Rồi, gần phải gần nó gần mình xuống boss nó chết rồi, boss nó giáp đẩy lên nó hấp máu nè. Gần nó chắc cũng xuống để nó cứu. Mình chơi Lucian cứ giữ quy mình quy bóc máu nó thôi. Giáp này đang đẹp à, gần nó trên luôn rồi nè. Kiếp này boss nó một là nó chết, hai là nó mất lính. Này, boss nó chết rồi. Một câu quờ. Lát lên. Trời ơi, lát lên không? Ừ, lát lên nè nó. Ha, lỗ thăm minh của con gừng luôn rồi. Ông sắp gất lũi giờ nha. Mày Lee Sin nó pha nó xử lý hay đấy. Pha đó mình nhấp nhả thôi, mấy pha này đừng lát, lát lên mình bị lỗ á. Tại kiểu pha đó mình lát lên mà mình giết được hai đi mà, nhưng mà mình mất hết lính á. Kiểu mất hết lính là mình cút luôn. Tại cái quay đó, quay mình đang pha 40 lính, 23 lính ha. Mấy pha nó bỏ đừng lát. Rồi, ông này không muốn mất tím luôn chứ, ấy ạ. Kiểu cái thế này chơi game sướng á. Hồi nãy mình đẩy bit quay vô đúng không? Là cái quay nó là quay sao? Kéo. Hồi nãy là lúc mà mình giết nó xong á là mình đẩy bit quay vô là cái hai quay sao là nó sẽ tích quay nó đẩy về mình á. Xong gần mình lại dưới nữa thì nó chết tiếp. Kỳ bên kia nó vô thế chết á. Nhìn bị găng và kia vô thế à. Ê, vô thế đó nè. Thế quỷ thế ma nè. Hồi về. Gần nó dưới à. Đâu có mắt ở đây đâu. Trời ơi, không có mắt mà ghê vậy, đây đâu có mắt đâu. Ồ, lát lên thì đi. Lát lên thì đi. Nó gờ đâu mạng nè gờ. Ủa quỷ Evelyn không gờ có kìa.
Ghê không? Mấy cái pha đó từ từ bấm làm đèn, tại vì con thử ghét nó đang cầm đôi giày nè, nãy cầm đôi giày nhỏ, mình đâu có đôi giày đâu. Mình để nó bước tới đây ship là mình sẽ gọi là được thêm một khoảng cách tí á, được thêm một tí khoảng cách á. Tại thử ghét nó mang giày, mình đâu có mang giày đâu. Nãy mình chưa mua giày, nãy thử ghét nó có giày nhỏ rồi. Cái nút bằng đèn ra mình đứng đợi xíu, mình đứng bấm liền. Để cho thử ghét nó chạy thêm xíu nữa. Còn nhiều cái kiểu nếu mà mình chơi mình nhiều cái đều không có nói ra, nhưng mà trong đầu được kiểu mấy cái pha quýnh, mấy pha BK này nọ. Mấy đứa chơi điện thủ cấp cao là nó thấy mấy đứa điện thủ đứa nào cũng vậy à. Thì nó chơi mấy ông thấy tự nhiên cái pha này nó đứng bên đây, ví dụ nó ăn lính đúng không? Cùng là một pha, thằng có thằng thì đứng dưới này nó ăn lính, có thằng thì nó đứng trên này ăn lính. Nhưng mà chỉ vị trí đứng nó thôi, đó là một cái trình độ đó. Còn mình xem thì mình không có biết là tại sao nó đứng dưới, ví dụ như pha này tại sao tôi đứng dưới, hay pha này sao tôi đứng trên, này nó có lý do. Kéo. Pha này về đi đứng trong đá chắc luôn. Hai về lên kìa. Này, hay sợ. Có gì nè, có gì nè. Gướng dữ vậy. Ghi gì nè còn gờ luôn á. Trời, đứng phát mắt nó đang đi chung không bỏ chạy vậy. Quỷ thiệt. Mất bà lầu để thành thạo Hingin nữa, tùy người. Và tôi thấy Hingin dễ mà, tôi thấy mấy có mấy ông bạch kim vàng em Hingin nhìn được luôn ấy chứ. Vàng với bạch kim Hingin thấy nụt mượt rồi đó. Chắc bạc này không nổi à. Hey, yeah. Thì thế làm vậy. Hàng trắng má trong đây nè. Quy vô quýnh thường, quýnh e.
Hay sơ. Nè quý lộn đi, không ăn, không có tăng cơ anh em ơi, quý lộn. Không có tăng cơ đứng đam như thiệt. Ở tìm mình chiến. 4-4. Tại game này tụi nó không có, bên kia nó không có tướng tăng cơ, với lại thì nó tụi nó toàn máu giấy toàn đam á, thì mình lên xuống bắt tặng kiểu mình sốc đam tụi nó thôi. Giờ tụi bắn gần nào chết. What the fuck, mạnh vậy. Ủa sao yếu vậy, không chết kia luôn vậy. Lui. Ê, không lát nè. Không lát. Mày tìm đánh không cần mình luôn chứ. Hay. Hay sao? Mình chết rồi, tìm mình thấy khó khăn quá, cái nó phải gánh mình. Nó gánh mình được. Còn mình sống cái tìm mình thấy dễ quá, cái tìm mình cũng cho. Thôi mình chết tiếp. In game luôn. Game.